Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Góc Xây Dựng. Hôm nay ở cái video này em Hoàng sẽ đi chia sẻ với mọi người một cái mẫu móng nhà nhé. Ở đây là sử dụng một cái móng đơn, sử dụng các hố cột đã được đổ bê tông. Và tiếp theo là sẽ chuẩn bị đến cái giai đoạn là thi công là xây nhé. Chúng ta sẽ xây lên từ 40 xong giật cấp C33 xong giật cấp C20. Sau đó là chúng ta ghim các cái que sắt dâu để mục đích là để mai kia chúng ta sẽ cố định gia công cái vá định hình để tạo thành một cái khuôn dầm nhé. Thì ở đây chủ nhà có yêu cầu là làm với cái sắt là 4 cây phi 16, thì ở đây mình sẽ làm cái dầm, đây là dầm 450 nhé. Đấy là theo yêu cầu chủ nhà, vì đất ở chủ nhà đây là đất liền thổ, đất ở trên đồi, đất liền thổ, nó không phải là đất dễ gây lún, nên chúng ta làm thế này là quá đảm bảo với cái lạng móng như này nhá. Với cái nhà một tầng thì ở đây sau khi mà xây gạch xong rồi thì thợ ở nhà em sẽ bắt đầu đi làm sắt xong thì chúng ta sẽ đi ghép ván để cố định gia công để chúng ta đổ bê tông vào nhá. Đấy, làm kiểu này thì nó rất là tiết kiệm chi phí và làm thi công rất là nhanh. Một cái móng nhà mà tầm 150m thì làm gọn gói trong vòng một tuần nhá. Đấy, thi công cực nhanh trong vòng một tuần để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nhé. Thì sắt ở đây đều là đai, rồi là đai sắt 8. Đấy, và sắt chính là phi 16. Còn đây là các bác thợ đang thì gia công ván định hình. Ván này là ván có độ dài của nó là 1m, tấm 1m và chiều cao là 50cm. Thì ở đây là đổ dầm 450 thì nó sẽ thụt lại mất 5 phần nhé. Đấy, sắt ở đây tất cả là đều gia cố bẻ mỏ hết. 450 thì chúng ta sẽ bẻ 40 phân nhé, 35 phân nhé. Đấy, còn dư lại 10 phân là mối đầu chịu bê tông nhé. Đấy, thì mối đáy dầm và ở trên đáy dầm sẽ được gối bởi nhau 4-5cm bê tông để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đấy, và tất cả đây đều là bê bằng ván định hình hết. Và lúc bê thì chúng ta nên vứt những cái viên gạch đỏ vào trong cái lòng cái ván bê này, mục đích là để cho nó tạo được cái khuôn. Mai kia chúng ta sẽ xây lên chốc cái rằng này là bằng tường 20 thì nó sẽ đúng với cái cứ của cái viên gạch của chúng ta, thì nhìn nó sẽ đều và đẹp nhá. Đấy, tất cả để sử dụng ván định hình hết. Nhà này là 5 phòng ngủ. Đấy, 5 phòng ngủ, 1 phòng khách 30m và một hiên sảnh và một lối bên nhỏ nhỏ bên kia kìa. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đấy là cái lối đi ra đằng bếp. Tổng diện tích của cái nhà này là 150m, sức làm một tầng. Và mai kia sẽ chạy dầm bo và trần để chúng ta làm mái nhật. Đấy, sử dụng một tầng, gọi là giống nhà vườn đấy. Sau khi đổ bê tông xong và chúng ta sẽ xây lên tới cái đai cuối cùng của cái cột kia. Đấy, là đổ rằng này xong thì chúng ta sẽ xây lên tầm 1m4 nữa. Tổng của cái móng này nó cao từ cốt đất lên tới mặt rằng trên là 2m nhá. Đấy, quá đảm bảo yêu cầu kỹ thuật luôn. Và mai kia sẽ làm 5 bậc. Đấy, sau khi chúng ta đổ xong thì chúng ta sẽ được hoàn chỉnh một cái dầm như thế này nhá. Đấy, và đây là các bác thợ đang thì tháo khuôn. Chiều hôm trước đổ thì sáng hôm sau sẽ tháo khuôn và xây nhá. Đây, và hiện tại thì thợ thi công của em Hoàng đã xây được khoảng tầm 50% rồi. Đấy, vừa xây buổi sáng đã được vòng quanh rồi. Đấy, thì chiều nay chúng ta sẽ xây tiếp là cũng được tầm 90%, và sáng mai là xây nốt là ok. Và tiếp theo xây xong thì chúng ta lại bắt đầu là đi đổ thêm một cái răng 15 phân, cái răng chống thấm, chống mối ở trên nữa nha mọi người nhá. Đấy. Đấy, sau khi chúng ta xây xong thế này thì chúng ta sẽ bên trên cái lớp xây đấy 1m4 đấy, chúng ta sẽ đi đổ một cái răng chống mối nữa. Đấy, kiểu nhà vườn ở trên đồi mà chúng ta làm như thế này thì quá đảm bảo nha. Móng cao 2m để mai kia chúng ta làm 5 bậc đi lên trên nhà để cho nó tạo một cái không gian nhà hầm hố nha, kiểu nhà vườn rất là đẹp luôn. Phòng khách 30m cực là rộng. Đấy, anh em có thể tham khảo cái kiểu thi công móng kiểu này để áp dụng cho những nhà là muốn tiết kiệm nha. Đấy, vừa tiết kiệm vừa chắc và vừa đẹp. Đấy, gạch ở đây sử dụng bằng gạch đặc xây móng, gạch 22, gạch đặc, gạch ở gạch của mình thì 600 đồng một viên. Đấy, sử dụng gạch này thì nó sẽ đảm bảo hơn, một lượt rằng ở dưới và một lượt rằng ở trên chống thấm nữa, chống mối nữa.
Và cái cột kia thì mai kia chúng ta sẽ phải be vào nhá. Be vào đổ bê tông trực tiếp thì nó sẽ có độ bám liên kết hơn nhá. Đấy, hôm nay em Hoàng sẽ chia sẻ như vậy thôi. Mọi người hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ em Hoàng nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Xin chào.